Chào mọi người nha. Hôm nay thì sau một quá trình làm thì hôm nay thì khá và hoàn thiện rồi. Thì bên liền thịt này thì mình chưa làm xong, đang còn giải phóng mặt bằng. Còn bên ô lần sinh sản thì mình đã làm xong mọi người. Hôm trước thì mình đang tính làm cái ô khu vực này thì làm ô nuôi nhốt chuồng dự bị đấy, nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó phức tạp quá đấy, cho nên mình chuyển qua làm cố định luôn. Là xây một con một khuôn như thế này nhé. Thì mình ở đây hiện tại đang nuôi một con lợn mán, một con lợn rừng. Bên kia thì có lợn trắng nhưng mà chưa cho vào. Đấy. Thì cái khoảng cách ô này thì cứ một ô chuồng là mình ở đây thì dài 3 mét nhá, rộng 2 mét, 1 mét 8 đến 2 mét nhá. Tùy mọi người làm. Thì trung bình 1 mét 8 2 mét là ok rồi. Sau này lợn nó sinh sản thì cả mẹ con nó ở trong cái ô chuồng này rất là ok. Thì mình ở đây thì không làm cái máng nhé, máng này mình chế từ máng ăn tự động của cái lợn dự bị, mình lắp vào cái ô chuồng này luôn thì nó cũng rất là ok, vừa cho ăn xong mình úp ra nha mọi người nhé. Đó, nên thì cửa sắt thì mình làm đơn giản thế này thôi. Cái này thì mình chưa có tiền mua cái máng ăn, thì mình hiện tại mình cho ăn bằng cái nồi này này, mình buộc vào trong cái này nhá, cái cửa này luôn. Cửa này cũng khá là chắc chắn mọi người nhá, hà đơn giản thôi. Đó, thì ở đây thì được 4 ô chuồng, chiều dài 8 mét, mình làm được 4 ô, chưa được 4 ô. Đó, đây này, chiều mới nhốt mấy con này, mới quét vôi xong. Đó, đây này, thấy không, để bán cho ăn mình lắp vào đây luôn, lắp vào cái cửa luôn, tiện lợi. Đấy, đang quét vôi giờ này, bây giờ trưa rồi, bây giờ chuẩn bị lên nhà thì tiện quay cho các bạn cái video cho các bạn xem cái chuồng lợn của mình. Trước thì làm cái cửa kia thì yếu quá nên nó lợn nó tung hư hết, chuẩn bị làm lại rồi. Cái OBT thì mình làm hơi chắc chắn đấy. Bên này mình làm xong thì nó đơn giản hơn, đỡ tiền hơn. Đó. Đây là bầy lợn của mình này. Bầy lợn này là có cả lợn trắng này, lợn rừng này. Mình cho nó chung ở đây luôn. Đó. Ngoài kia thì cũng có rất nhiều lợn nhá, lợn rừng, lợn mán có hết. Mình đang chưa quy hoạch được cái ô chuồng này nên là mình chưa làm xong. Hiện tại thì mới giải phóng được một bên thôi, để ngăn lợn mẹ ra. Đó, mình tính tương sau này thì có tiền thì làm chuồng nuôi kín nhá. Hiện tại thì mình đang có khung hình nuôi lợn chuồng kín đấy, nhưng mà chưa có tiền đầu tư thì hiện tại thì mình giải phóng mặt bằng rồi tính sau, cái này có tiền đầu tư sau. Đó, còn vất vả lắm mọi người, gần Tết rồi nên là làm không kịp nữa. Xong từng này nghỉ rồi ra năm làm tiếp. Có ai có dự định làm chuồng thì có thể tham khảo cái mô hình của mình nhé.